is all about. Tối qua, Novak Djokovic đã lên tiếng xác nhận dương tính với Covid-19. Được biết, vợ của Djokovic cũng bị nhiễm bệnh, trong khi các con của anh có kết quả âm tính. Trước Nole, có ba tay vợt khác cũng nhận kết quả dương tính là Trigo Dimitrov, Borna Koric và Viktor Troicki. Trong khi đó, Alexander Zverev, Dominic Thiem và Marin Cilic đều âm tính, mặc dù họ đều tham dự Area Tour. Với Djokovic, việc nhiễm Covid-19 có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ suy giảm chức năng phổi. Tình hình trở nên đáng lo ngại hơn với Djokovic bởi anh có tiền sử bị hen suyễn. Với làn quần vợt, nhiều khả năng các giải đấu sẽ tiếp tục bị trì hoãn thay vì trở lại như dự kiến vào tháng 8. Quyết định trở lại sàn đấu của Mike Tyson vấp phải sự phản đối không ít từ các tên tuổi trong làng quyền Anh như Eddie Hearn, Dillian White vì lo ngại vấn đề sức khỏe của cựu tay đấm người Mỹ. Không đáp trả một lời nói, Mikey nhẹ nhàng đăng tải đoạn clip tập luyện trên Instagram cho thấy bản thân ông đủ khả năng để thượng đài. Trong đoạn clip, huyền thoại làng quyền Anh thể hiện sức mạnh tuyệt vời qua những cú đấm như búa bổ cùng khả năng di chuyển linh hoạt như thời đỉnh cao. Hiện tại, Mike Thép vẫn chưa công bố danh tính đối thủ trong ngày trở lại. Danh sách đối thủ tiềm năng của ông bao gồm những cái tên như Evander Holyfield, Shannon Briggs, Tyson Fury và thậm chí là nhà vô địch UFC John Jones. Theo Sina đưa tin, Mã Long và Hứa Hân đánh tiếng muốn phàn Chấn Đông nhường suất dự Olympic vào năm sau. Ở tuổi ngoài 30, cả hai xem Olympic Tokyo là cơ hội cuối cùng mà họ tham dự với tư cách vận động viên. Khi so sánh Mã Long và Hứa Hân, lãnh đội bóng bàn Trung Quốc ưu tiên đương kim huy chương vàng Olympic hơn. Trong khi đó, chủ tịch bóng bàn quốc tế Thomas Weichert ủng hộ Phạm Chấn Đông dự Olympic Tokyo. Ở nội dung đơn nam Olympic, Trung Quốc được cử hai tay vợt tham dự. Theo huấn luyện viên trưởng tuyển bóng bàn Trung Quốc Lưu Quốc Lượng, suất dự Olympic năm sau sẽ phụ thuộc vào thành tích cá nhân của mùa giải năm nay. Sở hữu vẻ ngoài thu hút cùng thân hình bốc lửa, Song Page Spiranak lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn trai mới. Chia sẻ trên Playing Around, Spiranak tiết lộ các chàng trai tìm đến với cô chủ yếu là vì muốn học đánh golf. Các chàng trai đều rủ tôi đi chơi golf. Họ muốn biến buổi hẹn hò thành giấc mơ học kỹ năng chơi golf. Điều này liên tục xảy ra và khiến tôi tuyệt vọng. Trước đó, Hot Girl and Golf từng trải qua mối tình đáng quên khi gái bạn trai cũ công khai phát tán ảnh nóng của cô. Vụ việc này khiến Spiranak rơi vào trầm cảm và quyết định rời xa sân golf. Hiện tại, cô sở hữu một trang cá nhân về kỹ năng chơi golf và được đông đảo fan hâm mộ đón nhận. Theo ký giả Adrian Wojnarowski, Nikola Jokic đã dương tính với Covid-19. Trung phong của Denver Nuggets được cho rằng bị lây nhiễm từ Novak Djokovic trong quá thời gian tiếp xúc ở Area Tour. Hiện tại Jokic vẫn chưa xuất hiện triệu chứng đáng ngại và đang trong quá trình điều trị. Ngoài Jokic, Wojnarowski xác nhận có thể ít nhất 4 trường hợp trong một đội bóng dự playoff miền Tây mắc phải Covid-19. Việc liên tục xuất hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 khiến NBA đối mặt với nguy cơ không thể trở lại vào cuối tháng 7. Theo thông tin mới nhất, Avery Bradley, cựu cầu thủ thuộc biên chế LA Lakers, đã quyết định không thể đến Orlando để hoàn thành nốt phần còn lại của mùa giải năm nay. Trong buổi podcast mới đây, Device xác nhận Lucas Rosander, đội trưởng của Astralis, sẽ trở lại sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép vào tháng 8 tới. Trong khi đó, thời điểm tái xuất của Andreas Horlett vẫn còn đang bỏ ngỏ. Trước đó, bộ đôi trụ cột của sao đỏ đã phải tạm nghỉ thi đấu vì cùng một lý do căng thẳng và kiệt sức. Hiện tại, Astralis đang trong giai đoạn thử nghiệm đội hình mới nhằm xây dựng một tương lai lâu dài. Ở DreamHack Master mùa xuân 2020 vừa qua, Astralis đã phải dừng bước sau thất bại trước Ninjas in Pyjamas. Nhiều khả năng Astralis sẽ có lực lượng mạnh nhất tại ESL Pro League Season 12 khởi tranh vào tháng 9 tới. Mới đây, Kim Hee-jun, thành viên của nhóm nhạc Super Junior, đã xác nhận sẽ trở thành nhà đầu tư chính của tổ chức thể thao điện tử mới Brian. Được biết, Brian Esports đang tiến hành đăng ký tham dự LCK từ năm sau, thời điểm giải đấu chuyển sang mô hình chuyển nhượng quyền thương mại. Theo ước tính, một đội tuyển mới như Brian Esports sẽ phải trả từ 10 đến 12,3 triệu đô cho một suất tham dự. Với Hee-jun, anh là fan nhiệt thành của Liên minh Huyền thoại, đồng thời là fan cứng của Faker. Hồi năm ngoái, nam ca sĩ từng hủy bỏ tiệc Giáng sinh chỉ để được gặp gỡ và nói chuyện cùng với Quỷ Vương trên Radio Star.